Xin chào tất cả anh em nha. Bữa nay cũng là một ngày mình đi cho mấy con chim quắt chích đồ mấy con chim trong vườn mình ăn nha anh em. Thì mình quay cho anh em xem. Thức ăn là vẫn thức ăn chính là cám gà nha anh em. Cám gà con. Mình mới vừa thay nước xong anh em. Công thức ăn thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Mấy con chích này đang thay lông nha. Mấy con này là mấy con bịp mồi của mình. Ngày nào buổi sáng thì mình cũng cho nó ăn một cử nha nè. Buổi sáng thì mình cho nó ăn một cử, rồi chiều thì mình có thể bổ sung thêm, hoặc là tới sáng bữa sau mình nó cho ăn tiếp. Mấy con này là mấy con chích mái này nha. Mình còn con chích mái này mới vừa đủ lông rồi. Anh em muốn bắt gì chích mái về chơi thì anh em liên hệ mình nha. Mới vừa xong lông. Túc tét lại gà lại nè. Này cũng là mình bịp trống nha, còn mấy mình bịp trống để gác mấy con này mồi hết nha. Mỗi con này nó kêu mệt quá. Mấy con này là quắt mùa 2 nha anh em. Quắt mùa 2 đang xuống lông. Mồng đen xì kìa. Mồng đen xì là do xuống lông nha anh em, chứ không phải là chim tơ nha. Chim là mùa 2 hết chứ. Cái con quắt mỏ trắng hồi xưa mình hay quay clip cho anh em xem nè. Bây giờ thì mỏ nó vẫn còn trắng nha anh em. Bây giờ mỏ nó vẫn còn trắng. Ở phía ngoài thì nó có một xíu màu xanh. Rồi trên chỗ cái lỗ mũi nó tới cái mồng là màu trắng nha anh em. Mồng vẫn màu đỏ bình thường. 8 bông trắng nha anh em. 8 bông trắng. Bông cánh mình lum tà le. Nói chung là nó đột biến anh em, nhưng mà nó không phải đột biến màu anh em. Đặc biệt nó là con chim này, cái con mắt nó có khoen vàng. Anh em nhìn kỹ, cái khoen mắt nó khoen vàng chứ không phải là như con quắt bình thường mình. Con quắt bình thường mình thì nó không có cái khoen mắt nha anh em. Con này mắt khoen vàng ngộ lắm. Mình chưa có tập nó nha anh em. Thay lông xong mùa 2 rồi nè. Chắc cũng vài bữa mình cũng tập nó. Mấy con này cũng đang ra gần đủ lông. Mấy con này thì mình sẽ tập, hoặc là mình bán luôn cho anh em cũng được nữa. Nhưng mà đợi chim nó lên mồng lại nha anh em. Tại vì chim thay lông thì nó không sung, nó ít kêu. Với lại trong giai đoạn này thì mình không có vận chuyển đi được nha anh em. Con nào nói chọc lóc hết trơn. Đủ lông là ngay mùa nha anh em. Cái này cũng có bổi lại gai nha anh em. Con nào nấy mùa 2 thì nó chọc lóc, còn khoảng mười mấy con mái mùa 2 nha anh em. Mùa 2 là mùa rồi đã thay lông xong rồi, tới mùa này là mùa 2 nha. Còn mái tơ chống tơ thì nhiều. Như thấy con này thay lông xong trước nè. Mồng nó ửng ửng lại rồi đó. Thời điểm này thì chích quắt gì nó cũng đang thay lông hết anh em. Nhưng mà mấy con quắt mồi á thì mình nó thay lông trước thì bây giờ mình đi chơi được anh em. Còn mấy con này, mấy con tơ nó chưa thay lông xong. Quắt tơ năm nay thì giá cũng như mọi năm anh em. Trống thì 700.000 con, còn mái thì từ 1.2 triệu, từ 1 triệu tới 1.5 triệu tùy theo con anh em. Giá trung bình thì khoảng 1.2 triệu. Nay bữa nay quá trời mưa luôn anh em. Vườn dưới vườn của mình nó bị ẩm ướt. Với mình thay nước có ngày cái vườn nó không khô nổi. Anh em nào có cần trống về kẹp máy hoặc là kẹp lo, kè máy gì đó, đổ giống gì đó thì liên hệ mình nha. Trống thì giá mềm 700.000 con anh em. Trống lên mồng kêu la cũng có chuyện canh nha anh em, 700.000 con. 700.000 con là tiền chim thôi nha anh em, còn chi phí vận chuyển thì anh em phải tự trả nha. Cái đó là mình chỉ báo giá tiền chim thôi, còn chi phí thì tùy theo chỗ. Nhưng mấy con trống này mồng đỏ hết trơn rồi nè. Mấy con này là tơ, chưa lên mồng, chưa thay lông xong.
đang không hết chuồng, mình còn cho mấy ở chung hai con nữa. Chim tê tê như này thì mình chưa bán được nha anh em. Chim tê tê này thì mình bán những con chim nào lên mộng kêu nhiều cho anh em thôi, chứ mấy chim tê tê này thì chưa bán được. Giao dịch thì vẫn như trước anh em, tiền chứng khoản chim gửi xe. Anh em nào ở gần bến xe thì đón xe lấy hoặc là ra bến lấy nha. Sẽ tìm xe mà gần nhất cho anh em. Chống nha anh em. Như mấy con này thì 700 ngàn con nè. Dạ. Có con này nó chưa lên mồng, nó cũng kêu la gai chim mà nó lên mồng nó phun lông rồi nó mới kêu chuẩn được anh em, còn chim chưa lên mồng nhiều. Nhưng mấy con này anh em thấy không, cái mồng đen xì à. Kêu thì nó vẫn kêu nhưng mình chưa có bán là do lý do là nó chưa có mồng, nó chưa đủ lông, vận chuyển xa nó sẽ bị quản, nó sẽ chậm dạng lại. Máy nè anh em, anh em muốn mua chim thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nè. Số điện thoại của mình là 0914395359 nha anh em. Kênh YouTube thì anh em xin xem kênh nào cũng được, miễn đúng mình quay clip là được nha anh em. Bây giờ nói chung là cũng có người theo dõi cho nên là mình cũng hạn chế mình quay mặt mình hoặc là quay săn bắt cho anh em xem. Bữa mình mới đi chuyến đầu mùa cũng được gần 20 con nghe nè, 19 con. Bổi năm nay đá cũng mạnh anh em. Cà Mau đầm dơi bây giờ là bổi nhiều anh em. Anh em nào khu vực đầm dơi là cái gác nó bổi rồi đó. Một lần mình cho ăn thì cũng mười mấy ký thức ăn anh em. Mồi tươi, cái này chim này về nếu anh em có mồi tươi anh em đút vô thì con chim nó sẽ nhanh dạng anh em, với lại nó sẽ nhanh nổi hơn. Tại vì mình đang ở trong cái chế độ mà thức ăn không à. Mồi tươi vô thì con chim mình nó sẽ mau sung hơn. Với nắng, anh em cho mồi tươi với cho nó tắm nắng là con chim nó nhanh sung. Có con chim nào cũng vậy anh em, cũng phải cần có nắng nó mới sung mới khỏe được. Hiện tại như ở giờ nó đang ở cái mức là 60%, thì anh em cho tắm nắng 6 phút mồi tươi nó sẽ lên được 80-90% nha anh em, 100 hoặc là 100% luôn cái thể lực của nó. Mình nuôi số lượng nhiều thì mình không có chăm sóc từng con được nha anh em, chỉ chăm sóc đặc biệt cho những cái con chim mồi thôi. Còn những cái con chim tơ này thì cứ thức ăn với nước, nhưng mà nó vẫn lên bình thường nha anh em, kêu khỏe sung. Giá thì mình để giá mềm cho anh em như hồi trước giờ mình bán gì đó, cho anh em về anh em tự gọt. Mồi là đặc biệt bên mình không có bán nha anh em, mình không có thời gian, mình không có thời gian tập mồi cho nên là mình không bán chim mồi. Anh em muốn mua chim mồi thì liên hệ những cái anh em nào mà ta chiên gọt mồi ta bán, còn mình ở đây mình không có thời gian cho nên mình bán chim tơ cho anh em thôi. Con chim mình nuôi lớn lên nổi kêu nhiều bắt đầu mình bán nha nè, về anh em tự gọt lên. Mà anh em mua chim mồi chưa chắc về anh em về anh chơi liền được nữa, cái con chim quất này nó cũng khó lắm anh em.
đa phần anh em mua chim của người lạ về anh em phải bỏ mùa anh em mới chơi chuẩn được. Nó lạ chủ. Với lại anh em mỗi người có một cách chơi khác nhau, người thì kích lo, người thì túc kèn, người thì kẹp lo gì đó, thì mỗi người có một cách chơi khác nhau, cho nên anh em mua chim chơi ít khi nào anh em giữ ý đó. Mình phải tự gọt cái con chim theo ý mình anh em. Mình phải tự tập cái con chim theo ý của mình thì mình chơi mình mới ok được. Cái con này cũng máy này nè. Mới vừa thì mình thay nước xong cái mình rửa cống sạch sẽ cho nên nó đói nè. Thấy mình nó mừng lắm. Con nào con nấy nó thấy mình nó nhào ra đòi ăn. Cái con chim tự chơi thì anh em phải tập. Còn cái con chim kẹp lo thì anh em khỏi cần tập nha anh em. Anh em nào muốn mua chơi kẹp lo á, không có thời gian chơi, không thích chơi mồi tự chơi, muốn chơi mồi kẹp lo thì anh em mua con chấm 7. Con trống 700 ngàn về anh em giục giữa cái lụp, anh em quăng cái lo sau lưng là anh em có thể bắt bổi được rồi. Đối với những anh em chơi muốn bắt chim nhậu hoặc là ăn thịt gì đó thì chơi cái đó cho nó lẹ đi. Còn những anh em ta chơi theo cái trường phái là để chơi mồi á, tự chơi á, thì sẽ là khác. Chim là hầu như không có chim nhát nha anh em. Mình nuôi là hầu như là trên 90% là chim không có chim nhát. Nhát là mình cũng không có bán cho anh em được. Mình quay clip cho anh em chim dạng kêu thì mình mới bán. Còn anh em nhận chim anh em kiểm tra tại nhà xe nha. Mình gửi xe cho anh em kiểm tra tại nhà xe, đúng chim anh em lấy, không đúng chim á thì anh em alo cho mình. Mình làm việc với nhà xe liền. Hoặc là chim có vấn đề gì đó, mình sẽ bao sống cho anh em luôn. Anh em mua chim mà nếu mà lỡ chim nhận chuyển tới mà nó có chết á thì mình sẽ hoàn tiền cho anh em 100% nha. Nhưng mà với điều kiện là anh em phải có thằng chủ xe đó. Chứ anh em đem về nhà mà anh em hô đem về nhà mà anh em quay clip hoặc là chụp hình cho mình nói chim chết là mình không được nha anh em. Anh em phải quay clip tại chỗ, anh em gọi điện trực tiếp mình tại chỗ, có thằng mặt thằng nhà xe luôn, có ba bên mới dễ nói chuyện anh em. Có gì mình còn thường nói được. Còn anh em đem về nhà là mình không có chịu trách nhiệm nha. Cho nên là chim gì cũng vậy, chim cu hoặc là chim quắt chích ghé gì cũng vậy, anh em mua bên mình thì anh em nên nhận chim anh em kiểm tra tại chỗ thì mình cái cho nó dễ nói chuyện anh em. Đợt trước thì cũng có một anh đó, anh nhận chim xong cái về tới nhà qua bữa sau 2-3 ngày sau ông nói chim chết rồi nè, mà không có hình ảnh không có clip gì chứ, ông kêu bình thường cho ảnh. Cái đó thì không có được anh em, cái đó thì cũng hẹp cho mình lắm. Tại vì anh em đem về nhà biết anh em có cho ăn hay là mèo chụp hay là chó chụp gì anh em bắt bình thường sao bình thường cho anh em được. Trống này nha nè, mấy con trống thì nó lên mồng trước mấy con máy, mấy con này là trung bày nè. Nhưng mà trống nó sẽ lên trước. Hết một cái thùng thức ăn này nè. Thùng này cũng khoảng 7-8 kg gì đó. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một thùng nữa nha nè. Anh em sẽ tạm ngưng video tại đây chút xíu, anh em chờ xíu mình sẽ quay tiếp cho anh em nha. Con trong lụp này là con hiệp sĩ mù nha anh em. Phong độ còn vẫn rất là tốt luôn. Hôm nay là năm thứ 3 rồi anh em. Mình cho vô lụp bữa mình đi đánh 2-3 ngày trước mình chưa thả ra lòng nữa. Mù hai mắt nha nè, cụt một ngón nữa. Ra rừng chơi cũng ok lắm nè. Nó đâu có biết trong rừng hay là ngoài nhà vậy đâu. Thì ở ngoài là lúc nào nó cũng chuyền canh suốt vậy đó. Con này là mẹ của nó nè. Mẹ nó là cũng bắt đầu hói nè. Mấy con này là mấy con mồi chinh chiến của mình. Mình bỏ đổ mái giờ mình bắt lên mình chuẩn bị đi chơi tiếp nè.
mấy con mồi thì mình không có chỗ nào để ăn anh em, mình sang lúa hết trơn. Chỉ cái con hiệp sĩ mù đó mình cho nó ăn nó ăn thôi, tại vì nó thấy nó mù nó không ăn được mồi tươi á, nên là mình cho nó ăn thức lúa cho nó, thức ăn cho nó đủ chắc. Cặp này là cặp trống nè, cặp trống mồi. Trống này, cặp trống này mình đang chơi. Mình đi chơi là một con trống, một con mái nha anh em, hoặc là hai mái. Chứ ít khi nào mình đi hai trống lắm. Một trống một mái mà gác nó độc lập nha anh em, gác không có gác, không có gác kẹp. Một trống một mái, nhưng mà gác con khi mình đặt con trống xuống thì, hoặc là mình đặt con mái xuống thì đặt rời ra. Chứ không cho nó ăn cặp nha anh em. Cho nó chơi độc lập cho mình dễ, nó dễ chơi ha. Còn anh em nuôi mà anh em nếu mà để cho nó ăn cặp rồi á thì đi một trong hai con nó sẽ kêu ít lắm. Bầy này là bầy tơ nhất nè, chưa lên mồng. Giai đoạn này là con chim nó nhạy cảm lắm nè. Anh em cho nó ăn nhiều quá cũng không được, mà anh em cho nó ăn ít quá nó cũng không đủ sức. Anh em cho nó ăn nhiều nó sẽ nhát nha, còn anh em cho nó ăn ít á thì nó không đủ sức, nó không lông lá, nó không đẹp. Trống nè, cung một bầy mà con mái nè, bây giờ nó chưa thay lông xong, mồng đen xì. Còn con trống anh em thấy không, lông gần đủ rồi, mồng đỏ. Đâu phải anh em nói nuôi một con chim con lên thành một con chim nổi mà nó dạng là một chuyện đơn giản đâu. Anh em không biết nuôi, bảo đảm với anh em, anh em nuôi lên anh em xài không bao giờ được. Anh em nuôi con chim nó nhát là anh em bỏ nha. Nhát mà mới với cái mức độ là vừa phải thôi. Còn mà lại tung gầm gầm là bỏ nha anh em. Xài xó gì được đâu. Máy này nha, máy. Mái, mái. Có nhiều anh em mình lận nói mình là chim bán chim dở thì bán chim hay trừ lại chơi. Không phải đâu anh em, con nào mình có thể mình tập thì mình để chơi, còn cái con nào không có tập thì mình bán cho anh em tập. Chứ anh em nhắm nuôi số lượng hàng trăm con mà hài chim hay rồi chừa lại hết, không lẽ chừa lại hết rồi bán chim dở cho anh em, rồi chim hay để làm gì. Chim tơ lên là mình bán anh em, sao biết được hay dở, nhìn chỉ một phần nào đó thôi. Chẳng hạn như nuôi một năm thì mình lựa lại một vài con mình nào đó mình thích thì mình để mình chơi, chứ không lẽ mình bây giờ con nào cũng thích hết trơn, con nào mình cũng chừa, hoặc là con nào mình cũng hay, hoặc là con nào cũng dở, đâu phải đâu anh em. Con chim anh em nhìn ra là con chim đẹp hoặc là con chim xấu thôi, chứ không có nhìn, không có lựa được cái con chim hay nha anh em. Hay dở là ra rừng mới biết, còn lựa ngoại hình thì lựa chủ yếu là lựa nó đẹp hoặc nó xấu thôi. Nhầm anh em thì thích con chim lùn liền, còn người nhiều người thì thích con chim cao giò dài cổ lãi, mỗi người mỗi ý anh em. Thì mình bán mà anh em thích con nào thì mình bán con đó, người thích lùn thì mình bán lùn, người thích cao mình bán cao, người thích mập mình bán mập, người thích ốm bán ốm. Nói chung là có chim đủ cho bán hết cho anh em luôn, mà mỗi người mỗi ý. Còn riêng mình á, con chim sẻ lùn á là con chim đẹp, chứ không phải là con chim hay nha. Không có con nào mà lùn liền sẻ nhỏ, nhất là những anh em
thích chim sẻ nhỏ. Nhỏ thì biết rằng nó nhỏ rồi đó, nhưng mà quan trọng nó có hay hay không thôi, chứ đâu phải con chim nhỏ là con chim hay nè. Con nào hay là nó hay à, con nào chơi bền là nó bền. Còn cái con chim cho dù nhỏ cỡ nào nhỏ đi nữa mà nó chơi không bền thì ra gừng cũng không bền nữa. Hay dở thì ra gừng mới biết nha. Còn ở dưới trong lòng này hên xui, trong lòng chỉ hên xui thôi nè. Anh em hên thì anh em mua ngay con chim nó ra gừng nó chơi tốt. Còn anh em xui thì anh em ráng chịu thôi, chứ chim con mình bán hên xui, mình bán giá mềm cho anh em mà biết sao được. Mà mình cũng đâu có chừa để làm gì, mình cũng bán hết rồi nè. Có chừa thì một vài con gì đó, thì mình thích con nào thì mình chừa thôi. Cái gì cái chuyện đó anh em đâu cấm mình được. Chim nhà mình nuôi mà mình chừa thì con nào thì mình thích, con nào thì mình chừa con đó thôi. Còn riêng mồi thì mình không có bán, tại mình bỏ công mình đi tập rồi thì mình không có bán, anh em để mình chơi, chết bỏ không bán. Mấy cái lồng này bữa mình bán rồi nè, mấy con chim này mình bán trước, mấy con trống mình bán trước. Như con này anh em thấy không, sọ sẻ nhỏ xíu xíu, ngoại hình nó đẹp thôi, còn quan trọng ra gừng nó sao thì mình đâu biết được. Mình đã từng, mình hiện tại mà đã từng và hiện tại đang hiện tại mình cầm với con chim, nó như con cò vậy, nhưng mà nó vẫn ra gừng nó vẫn chơi tốt nha nè. Cả ngày đi nơi nào khách nổi nghỉ chứ không có vụ mà nửa chừng nữa nè. Tới chừng nó hay là nó hay, không phải là sẻ nhỏ nó mới hay đâu nè. Anh em mà chơi mà lựa theo cái kiểu mà sẻ nhỏ là anh em mua hết tiền luôn, anh em vẫn không có chim hay anh em chơi, cái đó mình bảo đảm. Tại vì con chim sẻ nhỏ là thường mấy người bán người ta sẽ kê giá cao, sẽ kê cái giá cao lên. Anh em mua con chim đó bắt buộc anh em phải mua con chim mắc tiền, mà mắc tiền thì chưa chắc gì nó đã hay đó nè. Nó chỉ có được cái ngoại hình thôi, nếu mà nó vừa sẻ nhỏ mà nó vừa hay thì đó là cái đẳng cấp, nhưng mà tỷ lệ nó ít lắm. Video này cũng dài quá anh em, đây mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào muốn mua chim thì hoặc là muốn biết cái kinh nghiệm gì đó thì anh em có thể inbox qua Zalo hoặc là Facebook, nếu mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nha thêm. Còn nếu mà cái nào mình chưa biết thì có thể mình cũng sẽ học hỏi anh em thêm luôn.